Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Trật tự mới của thế giới. Sách Sáng Thế, chương 9, từ câu 1 đến câu 17. Thiên Chúa ban phúc lành cho ông Noê và các con ông, và người phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất. Mọi dã thú, mọi chim trời, mọi giống vật bò dưới đất và mọi cá biển sẽ phải kinh hãi khiếp sợ các ngươi. Chúng được trao vào tay các ngươi. Mọi loài di động và có sự sống sẽ là lương thực cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những thứ đó, cũng như đã ban cỏ xanh tươi. Tuy nhiên các ngươi không được ăn thịt với mạng sống của nó, tức là máu. Nhưng ta sẽ đòi mỗi vật phải đền nợ máu các ngươi, tức là mạng sống của các ngươi. Ta sẽ đòi con người phải đền nợ máu. Ta sẽ đòi mỗi người phải đền mạng sống của người anh em mình. Ai đổ máu con người thì máu nó sẽ bị con người đổ ra, vì Thiên Chúa đã làm ra con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy nở thật nhiều trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noê và các con ông đang ở với ông rằng: Đây ta lập giao ước của ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi. Chim chóc, gia súc, dã thú ở với các ngươi, nghĩa là mọi vật ở trong tàu đi ra, kể cả dã thú. Ta lập giao ước của ta với các ngươi. Mọi xác phàm sẽ không còn bị nước hồng thủy hủy diệt, và cũng sẽ không còn có hồng thủy để tàn phá mặt đất nữa. Thiên Chúa phán: Đây là dấu hiệu giao ước ta đặt giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật ở với các ngươi cho đến muôn thế hệ mai sau. Ta gác cây cung của ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa ta với cõi đất. Khi ta cho mây kéo đến trên mặt đất và cây cung xuất hiện trong mây, ta sẽ nhớ lại giao ước giữa ta với các ngươi và với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm. Và nước sẽ không còn trở thành hồng thủy để tiêu diệt mọi xác phàm nữa. Cây cung sẽ ở trong mây. Ta sẽ nhìn nó để nhớ lại giao ước vĩnh cửu giữa Thiên Chúa với mọi sinh vật, nghĩa là với mọi xác phàm ở trên mặt đất. Thiên Chúa phán với ông Noê: Đó là dấu của giao ước ta đã lập giữa ta với mọi xác phàm ở trên mặt đất. Ba, từ hồng thủy đến ông Abraham. Ông Noê và các con. Sách Sáng Thế, chương 9, từ câu 18 đến câu 29. Các con trai ông Noê ra khỏi tàu là Sem, Khem và Japhet. Ông Khem là cha của ông Canaan. Ba ông này là con trai ông Noê, và con cháu họ phân tán ra khắp mặt đất. Ông Noê làm nghề nông. Ông là người thứ nhất trồng nho. Ông uống rượu say và nằm trần truồng giữa lều. Ông Khem, cha ông Canaan, thấy chỗ kín của cha mình và báo cho hai anh ở ngoài biết. Ông Sem và ông Japhet lấy cái áo choàng, cả hai đặt lên vai mình, rồi đi giật lùi mà che chỗ kín của cha. Mặt họ quay về phía sau, nên họ không trông thấy chỗ kín của cha. Khi tỉnh rượu, ông Noê hay biết điều mà đứa con nhỏ nhất của ông đã làm đối với ông. Ông liền nói: Canaan đáng bị nguyền rủa, nó phải là đầy tớ các đầy tớ của các anh em nó. Rồi ông nói: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của Sem,
Canaan phải là đầy tớ nó. Xin Thiên Chúa mở rộng ra phép, nó hãy ở trong lều của Sem, và Canaan phải là đầy tớ nó. Sau hồng thủy, ông Noe sống được 350 năm. Tổng cộng ông Noe sống được 950 năm, rồi ông qua đời.